sự việc ngổn ngang này xảy ra trên đường Lương Thế Vinh Hà Nội. Theo người chia sẻ clip, lái xe mặc áo phông xanh đã cho xe chạy ngược chiều hướng từ Lương Thế Vinh đi Nguyễn Trãi cắm ô tô vào đầu giờ sáng sổ chiều, gây tắc đường. Bị nhắc nhở, người này tỏ ra khó chịu và khi thấy lái xe chạy xe đúng chiều ghi hình, ông ta lập tức mở cửa xe lao xuống chửi bới, thậm chí là dùng tay tấn công. Hành xử côn đồ của lái xe ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích khoảng khoáng từ phía tập thể mạng. Đi ô tô ngược chiều gây tắc đường, lái xe hùng hổ lao xuống tấn công người.